Xin chào mọi người đến với kênh Danny Phùng SLC. Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2024 và bây giờ là bản tin về bầu cử của nước Mỹ. Hôm nay có ba thẩm phán của Tối cao Pháp viện nói rằng tòa đã làm việc không cần thiết để bảo vệ cho ông Trump. Tối cao Pháp viện của Liên bang Hoa Kỳ đã ra phán quyết đưa tên của cựu tổng thống Donald Trump trở lại các lá phiếu bầu sơ bộ cho năm 2024. đảo ngược quyết định và nỗ lực của các tiểu bang như Colorado, Maine, Illinois. Những tiểu bang này đã muốn trút phế quyền tranh cử của ông Trump dựa trên tu chính án 14 cấm kể bạo loạn. Đáng chú ý là năm thẩm phán có khuynh hướng bảo thủ của tòa đã đi bước xa hơn và phán rằng nếu quốc hội muốn thực thi tu chánh án 14 để loại bỏ ông Trump cần phải thông qua luật liên bang. Trong khi ba nữ thẩm phán theo khuynh hướng cấp tiến của tòa cho rằng năm ông kia đã làm chuyện không cần thiết, xử cái điều không ai yêu cầu xử nhằm bao che cho ông Trump. Thẩm phán Amy Coney Barrett, người đã theo khuynh hướng bảo thủ, cũng đồng ý với ba nữ thẩm phán kia rằng năm ông đã xử chuyện không ai yêu cầu. Trong khi đó, sau khi kết quả bầu cử Super Tuesday cho thấy, Tổng thống Biden và ông Trump thống trị cuộc đua bầu cơ sơ bộ trong đảng của họ mặc dù vẫn có những tín hiệu cảnh báo cho cả hai, thì đối thủ đảng Cộng hòa của ông Trump, tức là bà Nikki Haley, đã tuyên bố rút lui. Thẩm phán Barrett tham gia cùng các thẩm phán tự do về phán quyết cấm bỏ phiếu của ông Trump đã đi quá xa. Cựu Tổng thống Donald Trump đã giành được chiến thắng nhất trí tại tòa án tối cao vào thứ hai trong vụ kiện cấm bỏ phiếu lịch sử của ông dựa trên tu chánh án thứ 14. Nhưng sự chia rẽ năm bốn giữa các thẩm phán đã xuất hiện bên dưới bề mặt có sự tham gia của một trong những ứng cử viên của chính ông thẩm phán bảo thủ bà Amy Coney Barrett và ba người theo chủ nghĩa tự do của tòa án đã chỉ trích năm đồng nghiệp bảo thủ của họ đã đi xa hơn mức cần thiết trong việc giải quyết vụ việc của ông Trump bằng cách xác định rằng cách duy nhất để tu chấn án thứ 14 được thực thi là thông qua một đạo luật của Quốc hội. Vụ kiện này do cử tri Colorado đưa ra theo luật tiểu bang tại tòa án của tiểu bang. Nó không yêu cầu chúng tôi giải quyết câu hỏi phức tạp liệu luật pháp liên bang có phải là phương tiện độc quyền để một số 3 có thể được thực thi hay không. Bà Barrett, người cuối cùng được ông Trump bổ nhiệm vào tòa án tối cao, đã viết như vậy trong một quan điểm đồng tình. Bà Barrett tiếp tục, việc đa số lựa chọn một con đường khác của thẩm phán còn lại có quyền chọn cách các phản ứng tòa án đã giải quyết một vấn đề mang tính chính trị trong mùa bầu cử tổng thống đầy biến động. Đặc biệt trong hoàn cảnh này, các bài viết về tòa án nên hạ nhiệt độ cả nước xuống chứ không phải là tăng lên. Đối với các mục đích hiện tại, sự khác biệt của chúng ta ít quan trọng hơn nhiều so với sự nhất trí của chúng ta tất cả chín thẩm phán đều đồng ý về kết quả của vụ án này đó là thông điệp mà người Mỹ nên mang về nhà tất cả chín thẩm phán đều đứng về phía ông Trump vào thứ hai bằng cách bảo toàn tư cách của ông trên lá phiếu đảo ngược quyết định của tòa án cấp dưới đã loại ông ở Colorado theo lệnh cấm nổi dậy của tu chánh án thứ 14 vì những hành động của ông xung quanh cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Quyết định của tòa án được đưa ra vào đêm trước siêu thứ ba, khi mà cử tri Colorado sẽ cùng hơn một chục tiểu bang khác bỏ phiếu sơ bộ cho cái chức tổng thống. Tòa án nhất trí đồng ý rằng một bang không có thẩm quyền đơn phương để loại các ứng cử viên liên bang khỏi lá phiếu. Năm đảng viên bảo thủ khác, hai người được ông Trump bổ nhiệm vào chức thẩm phán, đó là Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh, cùng với chánh án John Roberts, thẩm phán Clarence Thomas và thẩm phán Samuel Alito cũng kết luận rằng quốc hội có độc quyền thực thi điều khoản này. Đây không phải là lý do duy nhất Khiến các bang thiếu quyền lực để thực thi điều khoản hiến pháp cụ thể này đối với các văn phòng liên bang. Ý kiến không có chữ ký của tòa cho biết nhưng chúng ta là những lý do quan trọng và chính sự kết hợp của tất cả các lý do được nêu trong quan điểm này không phải như một số đồng nghiệp của chúng tôi nghĩ chỉ một lý do cụ thể đã giải quyết được trường hợp này. Nó tiếp tục theo quan điểm của chúng tôi, mỗi lý do này đều cần thiết để đưa ra lời giải thích đầy đủ cho phán quyết mà tòa án nhất trí đưa ra. Trong một ý kiến đồng tình dài 6 trang, ba người theo chủ nghĩa tự do của tòa án cho biết phát hiện này là không cần thiết và được thiết kế để bảo vệ ông Trump và những người khác bị cáo buộc là những người theo chủ nghĩa nổi dậy khỏi bị loại các thẩm phán như bà Sonia Elena Kagan và bà Brown Jackson cho biết, mặc dù chúng tôi đồng ý rằng Colorado không thể thực thi một thứ ba, nhưng chúng tôi phản đối nỗ lực của đa số trong việc sử dụng trường hợp này để xác định giới hạn thực thi liên bang đối với điều khoản đó. Họ viện dẫn ý kiến của chánh án trong vụ phá thai mang tính bước ngoặt gần đây của tòa án tối cao khi mà ông Robert chỉ trích các đồng nghiệp bảo thủ của ông vì đã đi xa hơn việc chỉ duy trì các hạn chế phá thai ở Mississippi để loại bỏ hoàn toàn rô kiện Wade. Bộ 3 cũng đề cập đến sự bất đồng quan điểm của thẩm phán đã nghỉ hưu ông Stephen Breyer khi tòa án quyết định ông Bush kiện ông Gore vào năm 2000, trong đó, ông Breyer đã viết những gì đã xảy ra ngày hôm nay lẽ ra tòa án không nên làm như vậy. Các thẩm phán theo chủ nghĩa tự do cho biết hôm thứ hai rằng họ không thể tham gia vào quan điểm cho rằng đã quyết định các vấn đề quan trọng và khó khăn một cách không cần thiết, đồng thời cho biết các kết luận ra không được hỗ trợ đầy đủ và vô cớ. Bộ ba thẩm phán viết rằng, bằng cách giải quyết những câu hỏi này và những câu hỏi khác, đa số cố gắng cách ly tất cả những bị cáo và những cái cáo buộc là những kẻ nổi dậy khỏi những thách thức trong tương lai đối với chức vụ liên bang đang nắm giữ của họ. Cũng trong khi đó, ông Chủ tịch Hạ viện, ông Johnson, kêu gọi các nhà lập pháp của đảng cộng hòa hãy duy trì sự trang nhã tại thông điệp liên bang. Ông Mike Johnson đang kêu gọi các nhà lập pháp đảng cộng hòa duy trì sự lịch sự khi Tổng thống Biden đọc bài phát biểu thông điệp liên bang vào tối thứ năm. Sau khi các đảng viên đảng cộng hòa có một số hành động bộc phát trong bài phát biểu ở năm ngoái, ông Johnson đưa ra yêu cầu này trong một cuộc họp kín của hội nghị đảng cộng hòa vào sáng thứ tư ba nhà lập pháp đảng cộng hòa tham dự cuộc họp đã nói với tờ báo the hill theo một nhà lập pháp trang trí là mệnh lệnh trong ngày ông johnson nói với các thành viên ông ấy nói rằng chúng ta nên cư xử đúng mực một thành viên khác đã nói lời cầu xin của ông johnson được đưa ra một ngày trước khi ông biden dự kiến đọc bài phát biểu thông điệp liên bang trước một quốc hội đang bị chia rẽ trong đó có nhiều nhà phê bình của đảng cộng hòa hàng đầu của ông johnson động lực đó đã được thể hiện đầy đủ vào năm ngoái khi một số nhà lập pháp đảng cộng hòa chỉ trích tổng thống trong suốt bài phát biểu của ông tại hạ viện những tiếng kêu thét như đảm bảo biên giới đã được nghe thấy tại một thời điểm trong bài phát biểu và hạ nghị sĩ Majority Taylor Greene của Đảng Cộng Hòa đã gọi ông Biden là kẻ nói dối khi ông đang thảo luận về khả năng cắt giảm an sinh xã hội và Medicare như một phần của thỏa thuận về giới hạn nợ. Việc chỉ trích về an sinh xã hội và Medicare đã dẫn đến sự qua lại bất thường giữa ông Biden và những người chỉ trích Đảng Cộng hòa của ông. Điều này đã dẫn đến sự nhất trí từ các cá nhân trong phòng rằng hai chương trình này vẫn sẽ được giữ nguyên. Ông Biden tiếp tục: "Tôi rất vui khi thấy điều đó và bây giờ tôi nói với các bạn rằng tôi thích sự chuyển đổi." Ông Biden đã nói như vậy và khiến mọi người bật cười. Sau đó, ông Biden nói thêm: Tất cả chúng ta hãy đồng ý và rõ ràng là chúng ta cũng vậy. Hãy đứng lên bảo vệ người cao niên. Việc các đối thủ chính trị chỉ trích trong bài phát biểu thông điệp liên bang không phải là hiếm. Chẳng hạn như dân biểu Joe Wilson của South Carolina thuộc đảng Cộng Hòa đặc biệt đã hét lên là ông nói dối. Ông ấy đã nói như vậy với Tổng thống Obama lúc bấy giờ vào năm 2009. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa cho biết ông Johnson đang kêu gọi các thành viên của mình phá bỏ truyền thống đó và duy trì nghi thức phù hợp trong phòng họp cho bài phát biểu của ông Biden vào hôm thứ Năm. Ông ấy chỉ nói hãy trang trí phù hợp một nhà lập pháp thứ ba của đảng Cộng Hòa nói với tờ báo The Hill. Chúng ta không cần phải chói tay như bạn biết đó. Chúng ta phải tránh điều đó. Chúng ta cần căn cứ vào chính sách, sự thật, tình hình thực tế. Hãy để họ chăm ngoài, để họ đổ lỗi. Tôi nghĩ người dân Mỹ biết ai phải chịu trách nhiệm cho nhiều cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới mà chúng ta đang gặp phải. Tuy nhiên, một số nhà lập pháp nghi ngờ rằng các thành viên sẽ có thể chống lại sự thôi thúc, sự chỉ trích ông Biden. Họ sẽ làm điều đó chứ? Trước đó, có người đã hỏi tôi và điều đó tôi nói, nhà thờ Baptist có xe bus hay không? Tất nhiên là họ sẽ không làm như vậy vì ông ấy sẽ nói một số điều rất xúc phạm. Ông ấy sẽ tấn công chúng tôi. Dân biểu Tim Burchett của đảng Cộng Hòa đã nói như vậy. Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần cố gắng trở nên sang trọng một chút. Ông ấy nói thêm, hãy xem xét chúng ta đang ở đâu, hãy để phía bên kia làm điều đó. Bạn biết đấy, họ đã làm điều đó với ông Trump và không ai nói là ó. Nhưng khi chúng tôi làm điều đó, chúng tôi sẽ lấy nó làm ví dụ. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành bên gia đình và người thân và xin hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp